Jedi em không phải là một style, nó là một hệ tư tưởng. Dạ rồi, em chào anh Nguyễn Thành Nhân nha. Cảm ơn đã quan tâm và để lại bình luận xe bên em. Một câu nói rất là hay và cực kỳ am hiểu về thị trường xe JDM. JDM là viết tắt của cụm từ Japanese Domestic Market. Em nói tiếng Anh thì nó chưa có lưu loát xíu, quý anh chị thông cảm giúp em nha. Đây, thì cụm từ JDM được dịch nôm na là thị trường xe nội địa Nhật Bản. Những con xe mà khi sản xuất ra thiên về hiệu suất cao và khả năng vận hành cảm giác lái cực kỳ ấn tượng luôn. Và có thiết kế khá là bắt mắt. Đặc điểm cơ bản thì quý chị có thể thấy được trên con Subaru này là xe được trang bị mâm to, mâm 18 inch, vỏ Michelin Pilot Sport. Đây, thì trước mắt quý anh chị đây là một con Subaru BRZ đời 2022. Xe đi lướt mới 7.000 km hơn xíu thôi nha quý anh chị. Thời điểm mới ra mắt sẽ có giá niêm yết là 1.899 tỷ và phí lăn bánh tại biển tỉnh luôn thì dao động đâu đó khoảng tầm 5-2 tỷ. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý anh chị là chỉ hơn 1.3 tỷ, tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 600-700 triệu so với xe mới. Đúng là sở thích đánh đổi bằng tiền nha quý anh chị. Đây, trải nghiệm những con xe thể thao như thế này thì khấu hao cực kỳ cao luôn. Ở Subaru thì đặc điểm nổi bật đầu tiên quý anh chị có thể thấy được là động cơ boxer nha quý anh chị. Động cơ 4 xi lanh, 2 xi lanh đối đầu nhau. Động cơ 2.4 lít cho ra công suất cực đại là 234 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tiêu hao nhiên liệu ở mức tầm 8-9 lít trên 100 km. Xe trang bị ghế da phối da lộn, form ghế cực kỳ âm lưng luôn. Da đen phối chỉ đỏ nhìn khá là bắt mắt thể thao. Vô lăng bọc da cho đặc điện, thiết kế ba chấu tích hợp rất là nhiều phím bấm luôn. Có lẫy số sau lăng đầy đủ nha. Ô đô chuẩn 7.755 km sau 1 năm sử dụng thì con số chưa đi gold xong nữa nhau anh chị. Mà anh chủ trước khấu hao đâu đó khoảng tầm 600-700 triệu. Đúng là đam mê đánh đổi bằng tiền tương đối khá là cao nha anh chị. Đây, ở BRZ thì có trang bị an toàn eyesight bao gồm hệ thống hỗ trợ giữa làn đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp, kiểm soát bướm ga và 6 túi khí an toàn. Xe có 3 chế độ lái bao gồm Sport, Snow và chế độ lái Sport Mode. Tổng thể nội thất xe còn khá sạch sẽ, sáng mới tươm tắt, chủ đi trải nghiệm nên là giữ gìn khá là kỹ luôn. Ở hàng ghế thứ hai hầu như cho chị em ngồi thôi nha anh chị, rất là hẹp luôn. Xe thiết kế kiểu dạng cúp nên là hầu như chỉ dành cho hai người thôi. Máy móc nổ khá liêm, động cơ số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không thể cách hồ sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản có một công ty rõ ràng nha. Rồi, nếu như quý anh chị quan tâm á, vui lòng liên hệ trong đất sớm nha. Song thọ có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhấc máy alo trong đất sớm nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.